Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ cùng các em chúng ta tiếp tục đi ôn thi giữa kỳ 1 môn toán 5 với cái bài toán ở mức số 3 và thường gặp ở câu cuối cùng. Bài 5 mức 3 và thường chỉ chiếm mỗi 0,5 điểm thôi. Đây bài yêu cầu chúng ta tính bằng cách thuận tiện. Chúng ta có bài toán như sau: mở ngoặc 1 cộng 1 phần 2005 đóng ngoặc nhân với mở ngoặc 1 cộng 1 phần 2006 đóng ngoặc nhân cho đến mở ngoặc 1 cộng 1 phần 2009. Ban đầu khi nhìn thấy cái bài toán này, các em thấy số to và các em sẽ thấy ngại và nghĩ rằng đề bài khó. Nhưng với cái bài toán này thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ quy đồng và thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước. Và như vậy chúng ta sẽ được tích của các phân số. Và thầy sẽ thực hiện cho các em. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn các em nhé. Đầu tiên này, bước đầu tiên chúng ta cứ thực hiện ở trong ngoặc quy đồng đi. 1 cộng 1 phần 2005 thì sẽ bằng 2005 phần 2005 cộng với cả 1 phần 2005. Như vậy nó sẽ bằng 2006 này phần 2005. Đấy. Nhân với 1 cộng 1 phần 2006 thì nó sẽ bằng 2006 phần 2006 cộng với 1 phần 2006. Như vậy nó sẽ bằng 2007 phần 2006. Các em thấy chưa? Sắp tới chúng ta sẽ rút gọn 2006 với 2006 cho nhau. Đấy. Tương tự nhá. Tương tự thì 1 cộng 1 phần 2007 chúng ta sẽ chuyển thành 2008 phần 2007. Sau đó chúng ta nhân với 1 cộng 1 phần 2008 thì nó sẽ bằng 2009 phần 2008. Và cuối cùng chúng ta nhân với 2010 phần 2009. Tới đây chúng ta thấy rằng tích này của chúng ta gồm các phân số nhân với nhau và số đều rất to. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng quy tắc nhân hai phân số với nhau. Nhân hai phân số chúng ta nhân tử số với tử số và nhân mẫu số với mẫu số. Nhưng chúng ta sẽ không tính ra mà chúng ta sẽ giữ nguyên này. Tử nhân tử nhá, sẽ bằng 2006 nhân với 2007 nhân với tử số 2008 nhân với tử số 2009 nhân với tử số 2010. Và ở dưới mẫu chúng ta sẽ trên này. Em dùng trước nhá. Đấy, trên. Ở dưới mẫu chúng ta có 2005 nhân với 2006 nhân với 2007 nhân với 2008 và nhân với 2009. Sau đó chúng ta sẽ nhìn xem ở trên tử và ở dưới mẫu có những thừa số nào giống nhau thì chúng ta sẽ rút gọn cho nhau. Em dùng bút chì. Trong bài toán này thầy dùng bút màu nhé. 2006 này, rút gọn này, 2006 này thì rút gọn cho 2006. Khi rút gọn trên tử thì các em rút gọn dưới mẫu thì chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn. Rồi 2007 rút gọn cho 2007, 2008 rút gọn cho 2008, 2009 rút gọn cho 2009. Tới đây trên tử số của chúng ta chỉ còn 2010 thôi. Và dưới mẫu của chúng ta còn 2005. Vì phân số này chưa tối giản, chúng ta cần phải rút gọn thêm. Chúng ta nhận thấy ở tử có tận cùng bằng 0, ở mẫu có tận cùng bằng 5. Như vậy chúng ta đem chia cho 5. 2 không chia được cho 5, 20 chia 5 được 4, viết 4. Hạ 1 xuống, 1 không chia được cho 5, viết 0 ở đây. Hạ 10 xuống, 10 chia 5 bằng 2, 402 phần. 2005 chia 5, 20 chia 5 được 4, viết 4, hạ 0 xuống, 0 chia 5 thì bằng 0 chia 5 bằng 0. Hạn 5 xuống 5 chia 5 được 1. Như vậy chúng ta được kết quả cuối cùng của bài toán. Như vậy thầy đã vừa hướng dẫn cho các em xong một bài toán về tính bằng cách thuận tiện nhất ở mức 3. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Xin chào.